Chào các bạn, this is me, Talky again, and today I'm back with a quite romantic, touching song, and it's quite old. Hôm nay khi trở lại với một bài hát lãng mạn, tình cảm và có thể là hơi cũ một chút xíu. Nếu các bạn chưa biết bài này thì bài này là một bài song ca và có thể tìm nghe hoặc có thể thử nghe bản cover của Ki. Ki sẽ để link ở dưới phần miêu tả nhé. Alright, bài hát này hôm nay chúng ta sẽ hát ở giọng pha trưởng thấp hơn một chút xíu so với bản gốc, vì bản gốc thì khá cao nhé. Trước khi bắt đầu thì Ki sẽ hát các bạn nghe phần lời 1 này. Bài hát ngày hôm nay thì có nhiều từ khó phát âm và có thể là mới với các bạn. Thế nên hãy make sure là sẽ coi hết cả video và đến tận cuối để Ki hướng dẫn các bạn cả phát âm thật kỹ càng nhé. Alright, nào, Ki sẽ hát trước các bạn nghe trang đầu tiên này. I've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Trapped in the past, I just can't seem to move on. Okay, now, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Tiêu đề bài hát Way Back Into Love. Mình hiểu nôm na là trở lại với tình yêu, con đường trở lại với tình yêu đó là kiểu đường về tình yêu. Dịch tính nghe cho giống kiểu nhạc Trung Hoa ha. Rồi bây giờ bài hát ngày hôm nay á, thì các bạn để ý sẽ thấy là chúng ta xuất hiện rất là nhiều thì gì ạ, hiện tại, hoàn thành tiếp diễn đúng không? Have been living này, cái cấu trúc hiện tại hoàn thành tiếp diễn được xuất hiện rất nhiều lần trong bài ngày hôm nay. Và cái cách đọc ở đây thì mình lưu ý nó là nhá, mình chỉ cần đặt cái khẩu hình nhẹ của âm thôi. I've, right? So, giống như là mình đọc từ 5, số 5 á, nhưng bây giờ mình không đọc cái âm ở đầu nữa, mình chỉ đọc là I've thôi. Rất dễ đúng không nào? I've been living with a shadow overhead. Mình có nối âm ở đây này, with the, right? I've been sleeping with the, chỗ này nữa. With a cloud above my bed, I've been lonely for so long. Trapped in, chỗ này mình nói vô ha. Trapped in the past, I just can't seem to move on. And here also, we have move on. Okay, so, cái dịch này. Cái phần này thì là lời của con gái hát. Vậy mình sẽ dịch I ở đây là em nhé. Em đã sống suốt những ngày qua với một kiểu như sống trong bóng tối ấy. Cái shadow ở đây là cái phần gì ạ? Cái phần bóng, đúng không nào? Vậy mình hiểu nôm na là em suốt những ngày qua em sống trong bóng tối bao trùm, overhead tức là trên đầu mình bao trùm, chỉ chìm trong bóng tối thôi. I've been sleeping with a cloud above my bed. Đây nữa, em cũng suốt những ngày qua em ngủ cùng với một đám mây u ám ở trên giường của mình, right? Thì các bạn lưu ý cái từ bad ở đây để phân biệt nó với cái từ bad mà mình nói là good or bad, right? Còn đây là bad, âm e nhé. Đó. I've been lonely for so long. Em cũng đã cô đơn rất lâu rồi. Trapped in the past. Ở đây mình có cái cấu trúc là trapped in cái gì đó rất hay đúng không các bạn? Có nghĩa là bị kiểu như là bị mắc kẹt. Ha, trap là bị mắc kẹt hoặc bị mắc bẫy, right? Vậy mình dịch là em cứ mải mê suy nghĩ về quá khứ, ha. Tức là mình mắc kẹt trong những cái kỷ niệm, những cái gì đó đã xảy ra trước đây rồi. I just can't seem to move on. Và cái cụm từ move on này thì các bạn để ý sẽ thấy là nó xuất hiện trong rất là nhiều bài hát tình cảm, đúng không nào? Move on có nghĩa là tiếp tục, đúng không ạ? Nôm na là mình kiểu mở lòng ra để đón nhận tình cảm một ai đó thì mình gọi là move on, right? Nhưng mà em thì sao, em bị mắc kẹt trong những cái kỷ niệm quá khứ rồi và dường như em không thể nào mà tiếp tục được, right? Chúng ta có từ seem ở đây là dường như, right? I just can't seem to move on. Cái câu này rất hay và cũng rất dễ dùng. Các bạn có thể mang ra và nói trong rất nhiều tình huống khác nhau của giao tiếp đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ hát đoạn này nhé các bạn. I've been living with a shadow overhead. One more time.
I've been living with a shadow overhead. Alright. Và tương tự này, câu giao nhạc tương tự. I've been sleeping with a cloud above my bed. Các bạn lưu ý nhé, cái từ này là từ above. Above chứ không phải above hay là above gì đấy nhá. Mà nó là cái âm mũ này này. Ha. Like this. Right, above. Thế nha các bạn. Above, above là phía trên nhá. Nó khác với cả on. On là ở trên mà chạm bề mặt như thế này thì mình gọi là on. Thế còn lơ lửng ở trên này thì mình dùng từ above. Right, đám mây ở lơ lửng ở trên giường thôi ha. Lại hai câu này. I've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. Very good. Xin câu sau này. I've been lonely for so long, trapped in the past, I just can't seem to move on. Ok, nào để coi. Có một cái từ quan trọng ở đây là cái từ lonely nè. Các bé hay có đọc là lonely hay cái gì đó nha. Không phải là lonely, cũng không phải là lonely nha các bạn. Nó là gì ạ? Lonely, âm O nha. Lonely, lonely. Right. Rồi, cô đơn đúng không? Mình hát này. I've been lonely for so long, trapped in the past, I just can't seem to move on. Ok, chỗ này mình nói vậy ta. Mình đọc là trapped, đúng không? Và tờ, cái ED ở đây được đọc là âm t, 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 âm tờ đó. So mình nói vô mình đọc là trapped in the past. Alright, rồi. Mình hát lại cái câu I've been lonely nhé. I've been lonely for so long, trapped in the past, I just can't seem to move on. Ok, một lần nữa nào. Nhanh nhá, quick review. 2, 3. I've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. Phần gọi là lời thứ hai của khổ một thì nhạc gần như là tương tự. Thì đây là lời của con trai này. Đó, song ca mà lúc nãy là lời của con gái rồi. Bây giờ con trai hát này. Khi hát các bạn nghe nhé. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I'd ever need them again someday. I've been setting aside time to clear space in the corners of my mind. Ok, nào, cái dịch nhanh nhất. Anh, bây giờ ai là dịch anh ha. Anh thì đã cứ giấu đi những cái ước mơ, à những cái hy vọng và những ước mơ của mình. Vẫn là như vậy, chúng ta sử dụng thì gì các bạn? Hiện tại hoàn thành tiếp diễn. The present continuous. The present perfect continuous tense. Khi nào ạ? Khi mà chúng ta muốn nhấn mạnh đến cái sự lâu dài của cái hành động đó. Bạn nó bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và cảm giác như nó vẫn còn tiếp tục những tháng ngày sau này nữa. Đó. Thì anh đã cứ giấu đi tất cả những hy vọng và ước mơ của mình. Chúng ta cụm từ là hide something away, có nghĩa là giấu cái gì đó đi. Just in case I've ever need them again someday. Chỉ khi để phòng khi mà anh sẽ cần đến chúng một ngày nào đó thôi. Alright. Vậy chúng ta lấy cụm từ là just in case. Ở đây là một cụm từ rất là hay và dễ dùng nha các bạn. Nó nghĩa là phòng khi. Ví dụ nha, hôm nay các bạn chuẩn bị đi ra ngoài, xong rồi mẹ nói là con mang áo mưa đi. Thế chẳng hạn, bring an umbrella with you. Đấy, mang một cái ô đi, umbrella with you. Đấy, xong mẹ nói thêm là just in case. Đó, có nghĩa là phòng khi có thể là trời sẽ mưa hay là nắng to gì đó. So, bring an umbrella with you just in case. Kiểu vậy. Thế cụm từ này rất là dễ dùng. Hoặc là mình đưa cho ai đó một cái gì đó và mình nói thêm câu là just in case.
nghĩa là cứ cầm đấy phòng khi có chuyện gì xảy ra. Right. Chỗ này nữa mình có need them ở đây. Thì các bạn thấy cái từ phẩy em như này đúng không? Nhưng mà nó chính là cái từ them ấy các bạn. Them thì thay vì việc người ta viết là need them, cái từ them này thay cho gì? Hopes and dreams ở trên này đúng không? Nhưng mà bởi vì cái âm ở đầu từ them thì người ta không có đọc, thế nên là họ đọc luôn thành là need them. Thì mình có âm câm mà, vậy người ta viết tắt như này ha. Mình có nối âm này. Hopes and dreams away. Right. Dreams away. Hopes and dreams away. Âm z nhá. Hopes and dreams away. Just in case. Chỗ này mình nối âm z này. Nối cũng được. Alright. Need them. Someday. I've been setting aside time. Chúng ta lại có một cái cụm từ hay trong bài này nữa, trong đoạn này nữa là cụm từ set something aside. Đây, set something aside. Hoặc là set aside something kiểu vậy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là để dành một cái gì đó. Ví dụ trong trường hợp này là anh cũng dành ra một khoảng thời gian để mà to clear a little space in the corners of my mind. Để dọn dẹp những cái góc ở trong tâm trí của anh. Mình hiểu nôm na là để mà có thể quên đi những cái quá khứ, những cái chuyện buồn hay là những cái gì đó tâm sự, thì mình gọi là clear a little space in the corners of my mind. Right? Chúng ta còn nối âm tiếp này. Ở đây clearer nối sang, right? Clearer. Corners of, chỗ này mình nối sang corners of my mind. Right. Chỗ này các bạn có thể nối tiếp ở cái từ space ở câu trước ấy, âm s nối sang thành là space in the corner of my mind. Rồi bây giờ mình thử hát nhé. I've been hiding all my hopes and dreams away. Nguyên câu đó lại đã nào. Hai bảo. I've been hiding all my hopes and dreams away. One more time. I've been hiding all my hopes and dreams away. Okay, tiếp này. Just in case I ever need them again someday. Chỗ này các bạn nhớ nối thành là need them nhá. Need them. Và cái âm đờ đó như là mình đọc cái chữ đờ trong tiếng Việt đó, nó mềm mại kiểu vậy thôi. Need them. Ha. Mình lại hai câu này nhé. Hai, ba. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need them again someday. Tiếp này. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. Alright. Lại này. Cái đoạn này nó hơi nhanh xíu, thì các bạn để ý cái câu cuối cùng tí ghi sẽ dạy kỹ lại một lần nữa. Bây giờ chúng ta thử hát lại nhé. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. Ok, các bạn nhớ nhé. Không chỉ là việc học hát nói riêng mà việc học tiếng Anh nói chung, nền tảng vẫn là từ việc nghe. Thế nên các bạn muốn phát âm của mình hay và nối âm các thứ nó tự nhiên thì các bạn phải chịu khó nghe nhiều vào nhá. Alright. Bài hát này thế nghe nhiều lần, hát theo người ta ha. Again. Hoặc là hát cùng với Ki trong cái video này chẳng hạn. Bây giờ mình hát lại nhá. Lại cả đoạn này. 2, 3. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need them again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corner of my mind. Sorry, chỗ này ghi hát thiếu âm số nhiều. In the corners of my mind. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang đoạn điệp khúc nhé. Ok. Nào, hát cho các bạn nghe nhé. Hai, à lộn, hát cho. All I wanna do is find a way back into love. I can make it through.
gì anh cần. Đoạn này ra là cái đoạn mà hình như hát chung thì phải. À, tất cả những gì em cần, em muốn làm là tìm một cái con đường để quay trở lại với tình yêu. Hoặc mình hiểu nôm na là để bắt đầu mở cửa trái tim mình ra và yêu trở lại. Đó. I can't make it through without a way back into love. Em sẽ không thể vượt qua được nếu không có một cái cách nào đó để trở lại, để bắt đầu lại một cái tình yêu. Hoặc là mình hiểu là chỉ có tình yêu mới có thể giúp em vượt qua được khoảng thời gian này, để giúp em vượt qua được tất cả những chuyện này. Thì mình có cái cụm từ là make it through. Đây, make it through có nghĩa là vượt qua một chuyện gì đó ha. Through thì này Kỳ cũng đã nói trong khá nhiều livestream rồi, khá khá nhiều video rồi đúng không. Chúng ta có through, through, âm through các bạn nhớ là lưỡi ra nhé. Through, through. Ok, em có nói em này. All I, ok, find a back into. Again, all I find a back into, right? Make it through without a, chỗ này mình nói âm đờ nhá, without a back into, right, back into, that's all. Now we gonna sing it. Bây giờ mình sẽ hát nhé. Đây, hai, ba. All I wanna do is find a way back into love. Và hai câu hát gần giống nhau, rất là dễ. Hai, ba. All I wanna do is find a way back into love. I can't make it through without a way back into love. Ok, rồi sang đoạn sau này. Đây. À, hết rồi. Đó, điệp khúc có mỗi xíu vậy thôi. Thế bây giờ chúng ta sẽ hát một lần từ đầu trước khi chúng ta chuyển sang lời hai, được không? Nào, hai, ba. I've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Trapped in the past, I just can't see. I've been watching, but the stars refuse to shine. I've been searching, but I just don't see the signs. I know that it's out there. There's gotta be something for my soul somewhere. Okay, rồi. Các bạn đợi Kỳ xíu xíu. Kỳ uống nước chút. Right. All right. Các bạn có nhìn thấy bức tranh ở đây không? I did it myself. Và cái lá rất là xinh kìa đó. Alright. Chúng ta tiếp tục nhé. Nào, khi dịch này. Em đã nhìn lên bầu trời, nhìn những vì sao. Nhưng mà
Tức là em đã quan sát suốt nhưng mà những vì sao thì không chịu tỏa sáng. Chúng ta có cái từ refuse to do something, có nghĩa là từ chối. Đúng không? Từ chối làm cái gì đó. Có nghĩa là em thì cứ nhìn, nhìn mãi. Nhưng mà những ngôi sao thì không chịu tỏa sáng. Right? Refuse to shine. I've been searching but I just don't see the signs. Em cứ tìm kiếm mãi nhưng em không thể nào nhìn thấy được những dấu hiệu. Right? Dấu hiệu kiểu như là hướng dẫn mình xem là nên đi về đâu, nên làm gì. Bởi vì cái bài hát có nghĩa là way, way back có nghĩa là cái con đường, đúng không các bạn? Thì khi mà chúng ta lạc đường ấy, chúng ta có xu hướng là nhìn lên trời xong nhìn sao mà biết hướng nào để đi. Thì cái đoạn này là ngụ ý như vậy. Em nhìn lên trời nhưng mà những vì sao đâu có tỏa sáng đâu. Em cũng cứ tìm kiếm nhưng mà chẳng thấy một cái dấu hiệu nào cả. Những cái signs ở đây mình hiểu giống như là những cái biển chỉ dẫn ấy các bạn. Những cái ký hiệu hướng dẫn chúng ta rẽ phải rẽ trái đi thẳng các thứ thì gọi là signs. Right. Chúng ta có hai cái lưu ý. Với cái âm sh ở dòng trên này nhá thì nó là shine với âm sh, đúng không? Shine. Còn đây là sign với âm s nhẹ thôi. Nên các bạn cẩn thận hôm lộn nha. Shine ở trên này, shine và sign. Tức là hai từ gần như là chỉ khác nhau ở cái âm đầu thôi. Chỗ này thì có số nhiều một chút xíu. Signs, signs. Right. Đây, em biết rằng ở ngoài kia sẽ có, em biết rằng nó ở ngoài kia, có nghĩa là cái con đường đó, cái hướng đi đó để trở về với tình yêu ấy, nó ở đâu đó ngoài kia. There's gotta be something for my soul somewhere. Sẽ có cái gì đó cho tâm hồn của em ở đâu đó ngoài kia. Hoặc mình hiểu nôm na là gì? Là chúng ta vẫn giữ một cái hy vọng rằng là mảnh ghép cuối cùng phù hợp nhất với chính mình vẫn đang ở đâu đó ngoài kia. Đúng không nào? À, bây giờ chúng ta tập hát đoạn này nhé. Rất là nhanh thôi. Hai, ba. I've been watching but the stars refuse to shine. One more time. I've been watching but the stars refuse to shine. I've been searching but I just don't see the sign. Câu số 2 này nó hơi khác một chút vì chúng ta sẽ hát cao lên trên nha các bạn, nghe lại ký hát này. I've been searching but I just don't see the signs. Mình lên họng từ lên giọng của từ just đúng không ạ? Just don't see the signs. One more time. I've been searching but I just don't see the signs. Có cái lưu ý phần nối âm ở đây rất đơn giản là but I, right, but I này, it's out there, right, it's gotta be something for my soul somewhere. Hết, chỉ có mỗi hai chỗ nối âm như vậy thôi. Chúng ta hát lại hai câu đầu tiên nhé. Hai ba. I've been watching but the stars refuse to shine. I've been searching but I just don't see the sign. I know that it is out there. It's gonna be something for my soul somewhere. Okay, một lần nữa nhé. Ở đâu nhỉ? I know that this is out there. Đây, chúng ta có cái nối âm ở đây nữa mà quên nè. That it. Âm đờ các bạn nhé. That it. That is out there. Right? That is out there. Now, I'm ở đây. That is out there. Again. I know that is out there. There's gonna be something for my soul somewhere. Okay. Nào bây giờ chúng ta sẽ thử hát lại cho dễ nhé. Hát lại cả đoạn này. Các bạn nhớ comment chia sẻ với Ki xem là mình có hát được không, hay là nói Ki biết xem các bạn muốn Ki hướng dẫn bài gì nữa. Nhưng mà đừng giục nhá, viết comment vậy thôi nhưng mà đừng giục quá nhiều nhé. Rồi rồi, từ từ sẽ đến lượt ha. Hai ba. I've been watching but the stars refuse to shine. I've been searching but I just don't see the signs. I know that is
chuyển sang đoạn tiếp theo của lời 2 này. Thì hát trước các bạn nghe này. I've been looking for someone to shed some light, not somebody just to get me through the night. I could use some direction, and I'm open to your suggestions. Alright, cái dịch nhé. Bây giờ lại đến lượt là tâm sự của anh này. Tức là cứ như vậy, con gái hát trước xong đến con trai. Thực ra ngược lại cũng không sao mà. Mình dịch khác đi là được. Anh đã cứ mải miết tìm kiếm một ai đó để có thể thắp lên cái ánh sáng của tình yêu. Chúng ta cái cụm từ là shed ở đây có nghĩa là lan tỏa các bạn. Shed. Alright, lan tỏa một ít ánh sáng, hoặc mình hiểu nôm na là thắp sáng cái ngọn lửa tình yêu. Not somebody just to get me through the night. Không phải một ai đó mà chỉ giúp anh vượt qua cái đêm tối, những cái đêm rất là dài đúng không ạ? Vượt qua bóng đêm, mà mình hiểu là tức là như kiểu là không cần ở bên anh chỉ có là cái lúc mà đêm tối không, mà cần là một người để có thể thắp lên cả những ngọn lửa tình yêu nữa. I could use some direction. Anh có thể sử dụng một vài cái hướng dẫn, một vài cái lời chỉ dẫn. And I'm open to your suggestions. Và anh rất là kiểu như là chào mừng, rất là gì nhỉ? Rất là hoan nghênh những cái sự hướng dẫn của em, những cái đề xuất của em. Vậy mình hiểu nôm na là gì? Vẫn liên quan đến cái tiêu đề của bài hát là Way Back Into Love, có nghĩa là cái con đường để trở lại với tình yêu, đúng không nào? Thì ở đây trên đường ấy thì sẽ có những cái hướng đi, rẽ trái, rẽ phải gì đó. Thì cái đó mình được gọi là direction. Tức là gì ạ? Tức là cái chỉ dẫn, cái hướng đi. Right. Và anh mở, anh open to một cái gì đó, có nghĩa là mình lắng nghe và mình kiểu như là chào đón một cái, chào đón mình ở kiểu như hoan nghênh một cái đề xuất nào đó. Suggestions, right? Suggestion. Ok, thì chúng ta thử hát nhé. I've been looking for someone to shed some light. Light, 2, 3. I've been looking for someone to shed some light. Okay, câu tiếp theo nào. Not somebody just to get me through the night. Đoạn này á, chúng ta cũng lên giọng cái từ get giống như trong đoạn trước vậy nha. 2, 3. Not somebody just to get me through the night. Mình hát cả hai câu này, 2, 3. I've been looking for someone to shed some light. Not somebody just to get me through the night. Đoạn tiếp theo này. I could use some direction. I could use some direction, and I'm open to your suggestions. Ok, và sau đó chúng ta lại hát trở lại đoạn điệp khúc nhé. Chỗ này could use chỗ này một xíu là could use, thực ra nó là could you, nó gần giống vậy, could you, right? Bởi vì cái chỗ này nó cũng là âm dờ mà, use. Chỗ này nó có thể là could you some direction. I'm open to, right, and I'm open to your, right. That's all. Okay. Rồi, bây giờ chúng ta hát lại thử hết cả trang này nhé. 2, 3. I've been looking for someone to shed some light, not somebody just to get me through the night. I could use some direction, and I'm open to your suggestions. Okay, now, bây giờ chúng ta chuyển qua đoạn tiếp theo. Đây,
sau khi chúng ta lại hát trở lại đoạn điệp khúc ấy, thì đoạn cuối sẽ là If I open my heart again, I guess I'm hoping you'll be there for me in the end. Đoạn này hơi lên một chút xíu thôi, cũng không cao lắm đâu, mới lên đến nốt la thôi các bạn. Này, và khi hát lại này. And if I open my heart again, I guess I'm hoping. Và nếu em mở cửa trái tim mình một lần nữa, em đoán rằng em sẽ hy vọng anh, em đang hy vọng rằng anh sẽ ở đó cho em. Cuối cùng thì anh cũng sẽ ở đó và chờ đợi em. Chúng ta hãy cụm từ in the end ấy, ở đây nó nghĩa là cuối cùng, nó bằng với cả finally, có nghĩa là cuối cùng. Alright, finally nó khác một chút với cả at the end nhé các bạn. At the end là kiểu như là ở cuối một cái gì đó về mặt vật lý. Ví dụ như là at the end of the street, phía cuối con đường hay là gì đó. Alright, còn đây in the end là finally, bằng với finally nhá. Bây giờ mình có nối âm ở đây này. And if I open my right heart again, chỗ này mình nối âm đều ra nhá. Heart again I guess I'm right, I'll be there for me in the end. Hết. Và chỗ này nhớ đọc với âm y dài như các bạn, đọc là the nhá, bởi vì end bắt đầu bằng một nguyên âm ha. So we're gonna say the end, the end. Okay, now bây giờ mình sẽ hát đoạn này nhé. And if I open my heart again, again. And if I open my heart again, one more time. And if I open my heart again, câu tiếp theo này. I guess I'm hoping you'll be there for me in the end. Ra cái đoạn này thì nó hơi khác một chút, có nghĩa là vì trong bài hát thì là hát bè, nên là mỗi bè sẽ có một kiểu hát khác nhau, nên khi chọn là hát cái bè cao hơn một chút nha, khi chọn hát ở bè cao. Hai bác mình hát lại này. And if I open my heart again, I guess I'm hoping you'll be again again. Sorry các bạn, tự dưng bị mất trí. Lại nhá, hai và. And if I open my heart again, I guess I'm hoping you'll be there for me in the end. Okay, một lần nữa trước khi chúng ta hát lại cả bài nhá, hai và. And if I open my heart again, I guess I'm hoping you'll be there for me in the end. Rồi, nào bây giờ chúng ta sẽ hát cả bài trước khi chúng ta đây. À thôi, đây chúng ta sẽ hát lại một lần cả bài nhé. 2, 3. I've been living with a shadow overhead. I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long. Trapped in the past, I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need them again someday. Setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. Nào, điểm khúc cái coi. Hai, ba. All I wanna do is find a way back into love. I can't make it through without a way back in.
I've been watching, but the stars refuse to shine. I've been searching, but I just don't see the signs. I know that it's out there. There's gonna be something for my soul somewhere. Tiếp nào. 2, 3. I've been looking for someone to shed some light, not somebody just to get me through the night. I could use some direction, and I'm open to your suggestions. Okay, tiếp nào. Sau chúng ta hát lại điệp khúc và đến đoạn cuối nhé. 2, 3. And if I open my heart again, I guess I'm hoping you'll be there for me in the end. Rồi, đến đây cũng là phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay luôn. The end. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Nhớ là nếu muốn nghe Ki hát đầy đủ cả bài thì các bạn nhớ coi video Ki cover bài này, Ki để ở dưới phần miêu tả nhé. Nếu chưa subscribe thì đừng quên subscribe và bấm cái hình chuông để nhận được thông báo khi Ki có video mới nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Nhớ like, share với bạn bè của mình và đừng quên comment chia sẻ với Ki những cảm nhận bài học nhé. Thanks so much and see you next time. Bye!